Hôm nay em đóng gói gửi một cặp nạm hồ lô Khang Hy về cho người anh. Đây là một cái cặp nạm mà em tâm huyết, rất là đẹp, mà tất cả đều bảo hành chuẩn cổ như thế này. Đó, và hơn thế nữa, có kèm theo giấy bảo hành hẳn hoi như thế này. Đấy, để cho các bác và cho mọi người đều an tâm khi sở hữu những cổ vật quý bên em trao duyên. Cũng như thường lệ thì em cũng đóng gói bằng trấu như thế này để đảm bảo an toàn.
và bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cổ vật quý do bên em trao duyên thì cứ liên hệ đến em. Em xin bảo hành chuẩn cổ suốt đời và bảo hành quay về những hiện vật mà do chính em sưu tầm và trao duyên. Thì các bác cứ an tâm và kết nối Zalo với em và để mà em trao đổi trao duyên từng hiện vật và tư vấn các bác một cách thành thật nhất bằng đạo đức nghề nghiệp của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.